Hạ Nguyệt tầm can, cốt bì, can phủ tràng mau, khẩu thủy tảo, nha giáp túc. Bì ninh, Nguyệt, Nguyệt bì ninh cốt căn no, can tràng nguyệt hà an cho tỏ tường, an phủ rồi này an tràng, mau khẩu thủy tảo rõ ràng phân minh, nha giác túc an cho dành, cứ trong thập nhị cần tinh xem tường. Bì hay bao cốt vẻ vang, cửa nhà ắt được giàu sang, ai bì người nào cốt chẳng xứng bì, ra nhiều vào ít của thì chẳng dư, mấy người bì cốt tương cưa, cửa nhà no đủ sớm chưa bữa thường. Mão mau hữu tụng văn chương, cây túc khả bốc, cây tóc khả bốc xem tường cắt hung, hổ nha khẩu tảo anh hùng, nhất hô bách mặc người cùng khiếp uy, hổ bì ngưu bì má bì, binh ra ắt cũng có khi chuộng dùng, kê tảo kê trúy anh hùng, người nhà y bán con dòng châm anh, nông tảo nông giác trinh vinh. Văn chương ứng khí hiển danh bảng vàng, ngưu giác khí tựa hiên ngang, ngu chàng người ấy tâm chàng khoan dung, nông tảo long trúy anh hùng, nông khẩu nhớn nói người cùng tin nghe, dương chàng khuất khúc hiểm ghê. Xúc nghiên dương giác có khi ngang chàng, mấy người thân chàng tuất chàng, tính hay nẫn trá dạ càng đảo điên, xa chàng xa khẩu chẳng hiền, tính hay độc dứ miệng liền nói lăng, kê hổ kê can khắc lằng, con người trí dũng tài năng ai bì, má túc người ấy bân tì, miệng cắn chân đá tức thì ngông ương, má chàng tính khí trực phương, thấy đâu nói đấy không đường hiểm sâu, hổ nha tương kế cũng màu, chân tay lông cánh hổ hầu lắm sao, dương mau kê mau máu mau đều là quý vật, dùng sao có ngày ấy là đấu vị tốt thay, nhược bằng trái vị có hay đâu mà, túc kỳ mà ở tị xa, chư giác ngưu trúy cũng là kê nha, pháp bảo là tính ôn hòa, cùng mấy câu pháp bảo là xem chơi khá hèn tính, biết mọi người để mà trạch hữu giao chơi bạn hiền, chớ thấy một xấu làm hèn, chớ thấy một tốt thất liền đã khen. Tuyên giác đã có phép truyền, quý đa tiện tiểu mới nên anh hào, xem vào lấy ý mà suy, lý tùy nhân biện pháp tùy nhân thông.